Vâng, đồ gỗ Mộc Nam Huy xin chào. Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng theo dõi video ngày hôm nay. Và tranh thủ buổi trưa hôm nay, cơ sở xin làm một video báo giá đến tất cả quý anh chị khách hàng về tất cả các sản phẩm bàn ghế đồ gỗ hiện có tại cơ sở. Với video này thì cơ sở sẽ cập nhật trực tiếp đến quý anh chị. Và đây là video được quay vào ngày thứ sáu 25 tháng 11 năm 2022, và đây là video được quay tại cơ sở Mộc Nam Huy có địa chỉ tại ấp Ngũ Phúc, xã Hố Lai Ba, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, và trực tiếp nằm trong khu vực làng nghề đồ gỗ Hố Lai Ba. Dạ vâng, để không để cho video nó quá dài, cơ sở xin quay và báo giá luôn đến quý anh chị khách hàng. Đầu tiên đó là bộ ghế Louis Hoàng Gia. Đây là sản phẩm được làm với chất liệu gỗ hương đá có tiêu chuẩn tay đặc và tiêu chuẩn của mặt ván khung tranh 42 và chỉ cổ 3 tầng, có thêm tiêu chuẩn của đục tay. Đây là một sản phẩm có giá nguyên bộ, có giá là 69 triệu quý anh chị nhé. Ngoài ra, cơ sở Mộc Nam Huy cũng hiện giờ đang còn sẵn hai bộ chất liệu gỗ gõ đỏ có tiêu chuẩn là trương liền và tiêu chuẩn mặt ván liền, đi kèm với bản tay là bản tay đặc nguyên khối. Độ đục chạm thì được làm theo cả hai mặt, bao gồm trước và sau, với giá hoàn thiện là 77 triệu. Cơ sở đang còn sẵn hai bộ. Và cơ sở cũng có sẵn tiêu chuẩn thấp hơn, cũng trên chất liệu gỗ gõ đỏ, nhưng mà nó có cái mặt sau không đục này, và tay là tay hộp. Đấy, với cái giá hoàn thiện là 59 triệu 500. Cơ sở cũng còn sẵn quý anh chị nhá. Đây là những bộ hoàng gia đã được hoàn thiện mộc xong, đâu đó là khoảng chừng 2 tháng rồi. Và nó đã có một cái thời gian bảo lưu rất là kỹ, đảm bảo cho quý anh chị là chúng ta sơn lên sử dụng rất là an tâm. Với những cái mẫu hoàng gia này, đây là những cái sản phẩm được đục chạm rất là kỹ, rất là tinh tế nhá. Đặc biệt thì tất cả các sản phẩm thì riêng về ghế đơn là cơ sở đều cho anh em đục chạm mặt sau đầy đủ hết. Các cái hàng này thì đều rất là nét và rất là chi tiết. Quý anh chị đang cùng theo dõi ở đây hoàn toàn đều là các cái sản phẩm nó còn nguyên mộc nguyên thô. Chất cây rồi vân veo của sản phẩm ở một cái tầm rất là đẹp và sạch sẽ quý anh chị nhé. Đó. Tiếp theo, cơ sở cũng xin báo giá thêm đến quý anh chị khách hàng về mẫu nghê phượng trên chất liệu gỗ hương đá. Đây là một mẫu được làm với tiêu chuẩn cột 12, có các tiêu chuẩn đục tay ở trên các bản chương, bản tượng đục rất là đẹp. Tay thì có tay đặc nguyên khối. Mặt ván thì có mặt khung tranh 42, rất là dày, chắc chắn. Hiện giờ thì cơ sở đang có sẵn là hai bộ với giá hoàn thiện là 75 triệu quý anh chị nhé. Đây là những cái mặt hàng thuộc cái tiêu chuẩn cao và đặc biệt là dành cho những anh chị khách hàng, quý anh chị thích cái độ đục chạm và thích cái nét của cái hàng này. Đây là một cái hàng nó thiên về lối đục chạm và thiên về cái tính mà thẩm mỹ cao quý anh chị nhé. Đó. Và nhẹ nhàng hơn thì cơ sở cũng có các mẫu Minh Quốc Đào cột 12. Cùng trên chất liệu gỗ hương đá luôn, có tiêu chuẩn về các hàng form lớn và có các cái bản mặt ván dày khung tranh 42, và cũng có các cái bản dạ được lọng cong, lọng cong thêm hai lớp chỉ, ba lớp chỉ cổ nữa. Đây là những cái sản phẩm có cái form và cái dáng rất là đẹp với giá hoàn thiện là 57 triệu. Ở đây thì cơ sở còn sẵn hai bộ và có cả bộ voi Minh Quốc voi cột 12 gỗ hương đá với giá là 47 triệu, có trương liền và chúng ta có vách tựa liền và có luôn cả tay voi, là tay voi đặc nguyên khối luôn. Đây là sản phẩm có giá là 47 triệu quý anh chị nhé. Đó là một sơ qua về một dãy bàn ghế của cơ sở Mộc Nam Huy. Tiếp đến là về các cái mẫu bàn cúng và đồ thờ. Cơ sở có sẵn một mẫu 1m50 53 3 tầng gỗ gõ đỏ giá 18 triệu 500. Tủ thờ gỗ gõ đỏ giá 13 triệu, trên kích thước 1m53, và bàn cúng với kích thước 1m74 3 tầng với giá là 20 triệu chẵn. Rồi các mẫu tủ thờ, cơ sở cũng có các mẫu 1m74, các phần ô chám gỗ gõ lào và có mặt lóc đình loại dày nhá, hàng này hàng dày, lóc đình dày 2 phân. Sản phẩm này có giá là 29 triệu. Rồi chuyển sang cái phần lóc đình nó trung bình hơn, lóc đình 8 ly. Và các cái phần ô chám của nó được sử dụng bằng chất liệu gỗ gõ lam phi vân đẹp, thì cái bộ tủ thờ bên này giá rẻ hơn 24 triệu quý anh chị nhá.
Tiếp đến là hai chiếc đủ thờ với chất liệu gỗ hương đá cùng một kích thước, đó là 1m74, một chiếc bên trái ở đây, sản phẩm có giá là 30 triệu, và chiếc phía bên tay phải cơ sở Mộc Nam Huy, đây là chiếc có giá là 28 triệu quý anh chị nhé. Và tiếp theo, cơ sở xin báo giá đến quý anh chị khách hàng về các sản phẩm cột 14. Ở đây là bộ ghế cột 14 mẫu Minh Quốc Đào. Sản phẩm này cơ sở đã bán cho bác khách hàng ở trên Trảng Bom với tiêu chuẩn về chất cây loại 1 và trương là trương liền đục tay. Tay nghê là tay nghê nguyên khối, mặt ván chèn nguyên tấm dày 5 xăng. Đây là sản phẩm có giá là 109 triệu mà bác khách hàng đã mua. Với tiêu chuẩn này, cơ sở còn sẵn một bộ nữa với giá 112 triệu quý anh chị nhé. Em sẽ quay ngay sau đây. Cơ sở hiện giờ cũng có sẵn một bộ tần thủy hoàng cột 14 với tiêu chuẩn là cột liền và thêm tiêu chuẩn yếm liền với các cái phần mặt ván khung tranh ở khung 4, ván 2, hàng 6 món với giá là 68 triệu. Đây là một cái mẫu hàng có cái kích thước form dáng rất là lớn và có các cái mức giá rất là hợp lý, rất là dễ chịu để quý anh chị dễ mua nhá. Rồi bộ cột 14 với chất liệu gỗ gua đỏ giống như bộ 109 triệu em vừa quay, nhưng đây là một bộ mộc với giá là 112 triệu. Thì bộ này cũng có tiêu chuẩn là các bản chương liền, chương đục tay và cũng có tay nghê nguyên khối và mặt vén chèn nguyên tấm dày 5 phân ở trên tất cả các chi tiết từ mặt bàn, mặt ghế, mặt đôn, tất cả đều là mặt chèn 5 xăng quý anh chị nhé. Tiếp theo là bộ ghế nghê. Đây là bộ ghế nghê cột 14 luôn. Có tiêu chuẩn mặt ván 5 xăng, có tay nghê liền, nguyên khối với giá là 119 triệu. Đây là một bộ form lớn và nó là hàng tiêu chuẩn hàng dày với cái mặt của nó là dày tới 5 xăng quý chị nhá. Hàng 6 món và có chiếc mặt bàn có kích thước rất là lớn, lên có chiều dài lên tới là 1m8. Đó là sơ qua về một số bộ ghế cột 14. Tiếp theo, cơ sở quay và giới thiệu thêm đến quý anh chị khách hàng những bộ ghế cột 12 và những bộ ghế cột 10. Đây là những cái sản phẩm tiếp tục ở phía bên đây. Vâng ạ, có một bộ đầu tiên là bộ thúng nhá. Bộ thúng đầu tiên với chất liệu gỗ gua đỏ, cơ sở có sẵn một bộ với giá là 26 triệu này. Đấy, có mặt vén chèn và cái chất của sản phẩm ở đây là cái chất mộc thô 100%. Chưa sơn phết, chưa chà nhám gì quý anh chị nhá. Rồi tiêu chuẩn cột 10 mẫu quốc triện. Đây là sản phẩm có giá 36 triệu và Minh Quốc Đào cột 10 cũng có tiêu chuẩn chung với giá là 36 triệu. Với bộ Minh Quốc Đào thì cơ sở cũng nhân tiện xin được cảm ơn anh Tình, anh cũng đã có tới cơ sở Mộc Nam Huy kiểm tra và ký nhận mua một bộ nhá. Khách hàng tới xưởng là khách tự kiểm tra. Đấy, khách tự kiểm tra và ký nhận để cho khi sau khi mà sơn xong là khách hàng sẽ kiểm tra lại sản phẩm của mình và nhận hàng. Và đây là những cái sản phẩm nguyên một cái dãy này. Đấy, khi em đang báo giá ở đây, nguyên một cái dãy này nó có cùng một cái tiêu chuẩn về chất cây loại 1, cho nên là các cái phần gầm đáy của nó rất là sạch và đẹp. Vâng, để di chuyển về phía bên đây cho không gian nó rộng để cho dễ nhìn nhá. Thì tiếp theo đó là những cái hàng cột 12. Cột 12 Minh Quốc Đào có tiêu chuẩn là mặt ván 3 cm. Đây là một tiêu chuẩn rất là dày và có thêm tiêu chuẩn về chất cây hàng sạch đấy, và bàn đôn có hộc kéo đầy đủ với giá là 54 triệu. Thì hiện giờ cơ sở còn còn sẵn tổng cộng là 3 bộ quý anh chị nhá. Cơ sở còn sẵn là 3 bộ và với tiêu chuẩn giá 46 triệu thì bàn không có hộc kéo này, và các cái mặt ván thì có tiêu chuẩn là mặt ván 2/3, mặt ván chèn và có ghép sau. Thì đây là cái sản phẩm có giá là 46 triệu. Vâng ạ, quý anh chị cùng để ý nhá, các sản phẩm là cơ sở Mộc Nam Huy là đều có một lô một dãy luôn. Lý do đó là khi mà bên xưởng sản xuất thì phải sản xuất theo một cái số lượng như vậy thì mới có thể cân đối được cho các cái mức giá hợp lý nhất có thể dành cho quý khách hàng nhá. Và mẫu quốc triện cột 12 với chất liệu gỗ gua đỏ, đây là sản phẩm có giá là 49 triệu, có mặt ván dày 3 xăng, chất cây gỗ gua đỏ và hàng tuyệt đối quý anh chị nhá, hàng lành sạch, rất là sạch luôn, bao gồm luôn cả các phần gầm đáy. Một chi tiết mà có thể nói như là rất ít cơ sở có thể đáp ứng được cho quý anh chị khách hàng.
Và ngoài ra thì các mẫu bàn ăn của cơ sở Mộc Nam Huy, các mẫu bàn ăn tròn giá 52 triệu xếp trên ghế Louis, hay là các mẫu bàn ăn hình oval, hình chữ nhật, hình bánh tây được xếp trên các cái mẫu ghế hoa lá tây thì cơ sở còn sẵn rất là nhiều, với các mức giá là 34 và 35 triệu cơ sở cũng có sẵn rất là nhiều nha các anh chị nhé. Dạ vâng, và ngoài ra thì các mẫu Louis được sản xuất thêm để bổ trợ vào các sản phẩm để khách hàng có thể cùng tùy ý chọn lựa cũng như là cân đối để xếp trên những cái bộ mà mình có thể mong muốn thì cơ sở cũng có sẵn để phục vụ. Và mẫu Louis một mẫu nữa đó là ở đây cơ sở Mộc Nam Huy cũng có sẵn một bộ bàn 8 ghế Louis, chân Louis và xếp trên một cái bộ mặt, đó là mặt chèn nguyên tấm 3 xăng. Đây là sản phẩm xếp trên 8 ghế có giá là 88 triệu quý anh chị nhé. Và ngoài ra thì cơ sở còn rất nhiều các sản phẩm khác, ví dụ như là các cái mẫu bàn ghế salon, các mẫu hàng mà đã sơn hoàn thiện và các mẫu hàng mà khách đã mua thì cơ sở cũng xin phép không quay và báo giá, tại vì khách đã mua rồi. Giá thì tất nhiên thì nó cũng vậy thôi, cơ sở bán hàng thì giá là công khai, nhưng mà các sản phẩm của khách đã mua rồi thì cơ sở cũng đã có sự chuẩn bị và sắp sửa giao. Xin được cảm ơn tất cả mọi người đã cùng theo dõi video này. Tất cả các sản phẩm có sẵn cơ sở đã quay và báo giá đến quý khách hàng. Quý anh chị khách hàng nếu như có nhu cầu về các sản phẩm này, xin vui lòng quý anh chị có thể tới tận Mộc Nam Huy để ủng hộ cho bên em cùng tham khảo, kiểm tra và ký nhận mộc trước khi sơn nhé. Dạ vâng, xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở trong các clip kế tiếp.